tối ngày 31 tháng 7, thêm 4.564 ca mắc COVID-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 8.624 ca. Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế tối ngày 31 tháng 7 cho biết có 4.564 ca mắc COVID-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 8.624 ca, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 4.180 ca. Trong ngày có 3.250 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Thông tin các ca mắc COVID-19 mới, tính từ 6 giờ đến 19 giờ ngày 31 tháng 7 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.564 ca mắc mới. Trong đó 4 ca nhập cảnh và 4.560 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 1.677, Bình Dương 1.207, Long An 544, Khánh Hòa 335, Đồng Nai 234, Đồng Tháp 115, Tây Ninh 72, Đà Nẵng 55, Hà Nội 43, Bà Rịa, Vũng Tàu 39, Bình Thuận 37, Phú Yên 30, Đắk Lắk 21, Bình Định 19, Cần Thơ 17, Hậu Giang 17, Bình Phước 14, Gia Lai 13, Bạc Liêu 1, trong đó có 1.072 ca trong cộng đồng. Trong ngày 31 tháng 7 ghi nhận 8.624 ca mắc mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 8.620 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 4.180, Bình Dương 2.075, Long An 544, Đồng Nai 456, Khánh Hòa 335, Đồng Tháp 146, Tiền Giang 123, Bà Rịa, Vũng Tàu 115, Bình Thuận 75, Cần Thơ 72, Tây Ninh 72, Phú Yên 58, Đà Nẵng 55, Vĩnh Long 48, Hà Nội 46, Đắk Lắk 32, Bình Định 28, Hậu Giang 19, Kiên Giang 16, Bình Phước 14, Thừa Thiên Huế 13, Nghệ An 13, Quảng Bình 1, Hải Phòng 1, Bạc Liêu 1, trong đó có 2.045 ca trong cộng đồng. Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến 18 ngày 31 tháng 7, cả thế giới có 198.165.745 ca mắc, trong đó 179.041.517 khỏi bệnh, 4.227.760 tử vong và 14.896.468 đang điều trị, trong đó có 2.239 ca nhập cảnh và 143.447 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 141.877 ca, trong đó có 35.960 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 4 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Cạn. Có 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định. Tình hình điều trị: 3.250 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 31 tháng 7. Tổng số ca được điều trị khỏi: 38.734 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 441 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 21 ca. Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo có 145 ca tử vong do COVID-19, số 1.162-1.306. Từ ngày 19 đến ngày 31 tháng 7 năm 2021, tại 6 tỉnh, thành phố sau: tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 19 đến ngày 31 tháng 7, 90 ca; tại tỉnh Tiền Giang từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 7, 47 ca; tại tỉnh Đồng Tháp ngày 31 tháng 7, 4 ca; tại tỉnh Long An ngày 30 tháng 7, 2 ca; tại tỉnh Quảng Nam ngày 30 tháng 7, 1 ca; tại tỉnh Trà Vinh ngày 31 tháng 7, 1 ca. Tình hình xét nghiệm: trong 24 giờ qua đã thực hiện 216.438 xét nghiệm cho 456.461 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 6.070.003 mẫu cho 17.356.646 lượt người. Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19: tổng số liều vaccine đã được tiêm là 5.931.376 liều, trong đó tiêm một mũi là 5.342.483 liều, tiêm mũi hai là 588.893 liều. Dạ vâng, cảm ơn bà con vừa xem xong cái video ngắn chia sẻ về tình hình dịch bệnh COVID trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như trên địa bàn cả nước. Nhờ bà con mình chia sẻ video cũng như đăng ký kênh để tiếp tục được cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình COVID-19 diễn ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như là trên địa bàn cả nước. Thì có những thông tin nào mới thì miền Tây Hậu Giang cố gắng cập nhật nhanh nhất và sớm nhất để cho bà con mình sớm nắm bắt được những cái thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thì miền Tây Hậu Giang cũng cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã theo dõi cái video. Thì nhờ bà con mình chia sẻ cho nhiều người được biết cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ và được cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh miền Tây Hậu Giang ạ. Vâng, miền Tây xin chào, hẹn gặp lại.